Rồi bình tĩnh đi Hạnh. Được không anh? Anh kêu em gặp chị thấy chưa? Không. Rồi vậy là bị gì gì đó. Chắc chị tắt bình luận một tuần đó. Anh chị mình đừng em thấy không? Có em thấy. Vô. Thấy chị thấy rồi. Rồi nó hơi chậm chút. Hai. Chậm dữ thế trời. Sáng ngày chật vuột quá nè. Mình thấy lên mũi mình không chia sẻ luôn rồi đi. Trời sáng nay Facebook nó bị gì á. Số điện thoại của Hana nhà mọi người 0947444099. Mọi người cần liên hệ gì thì mọi người liên hệ trong cái số điện thoại đó nha. Mấy đứa ăn cắp clip không được ăn cắp nữa nha. Đọc số điện thoại là được. Bia khỉ gì? Mình đâu có cần. Cái mụn nó ấm ghê mọi người. Mọi người bình luận nữa đi mọi người, gì kỳ vậy không hiểu gì hết, bữa nay sao á. Cái con cá em dính bông ấy. Mấy nó kìa. Chị thấy nó có con nào không dính đâu. Cái bông này. Cái bông này bông mới hay bông cũ? Bông này mới hay cũ Hành? Nó chịu yên mua cho. Đây là những cái cục mụn chai ở dưới da của bạn nha. Nó bị nang ở dưới da. Lần đầu là bạn đến thì nó cũng nặng rồi nha mọi người. Hiện tại thì da của bạn đã hết tróc rồi. Bây giờ mà xuất hiện những cái cục như này mình lấy thì nó sẽ sạch nha mọi người. Lấy từ 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 từ. Điều trị da này là phải cần có thời gian và kiên nhẫn nha mọi người. Mọi người thấy lên cái nhân mụn chưa? Yeah, you.